Hello, xin chào các bạn Mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến của Champion Chess Tour Final Giải đấu cuối cùng của chuỗi siêu giải Champion Chess Tour năm nay Ở video hôm qua các bạn đã biết Thần chớp Hikaru Nakamura lách qua khe cửa hẹp để vượt qua được vòng đấu bảng Anh tiếp tục thắng siêu đại của tướng MVL để lọt tiếp vào vòng trong Gặp thần đồng Nodibov Abusatorov Nhưng mà câu chuyện vượt khó của Hikaru đã phải dừng tại đây Khi anh không thể chiến thắng được Nodibov ở ván cờ quyết định Armageddon bốn cái tên lọt vào bán kết chính là Manukasen, Wesley Fabino Caruana và Nodibov Adusatorov. Các trận bán kết sẽ diễn ra trong 2 ngày, mỗi ngày gồm 4 ván cờ nhanh. Nếu sau 4 ván hòa nhau sẽ phải phân định thắng thua bằng ván cờ quyết định Armageddon. Trận bán kết giữa Manu Cacen với Fabiano Carona diễn ra đúng như vậy. Sau 4 ván cờ, bám đuổi tỷ số, cả hai bước vào màn cược thời gian để đánh ván cờ quyết định Amageddon. À, Lần này, Casen chọn thời gian là 8 phút 56 giây, trong khi Carona cược thời gian là 10 phút 1 giây. Như vậy là Casen sẽ được cầm quân đen và cố gắng thủ hòa với 8 phút 56 giây. Liệu Casen có thể thủ hòa được hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây ván này, Fabiano Caruana được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt E4. Manukasen đáp trả bằng nước tốt C5, triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mã E3, đen đi tốt E6, trắng để tốt D4 ga đổi, tốt đen ăn D4, mã trắng ăn lại D4, đen để tốt A6 ngăn tượng hoặc mã trắng B5. Trắng phát triển mã C3, đen lên hậu C7, một vị trí khá lý tưởng của quân hậu vừa kiểm soát cột nửa C vừa gây sức ép lên tốt điếu H2. Trắng phát triển tượng D3 chuẩn bị nhập thành. Đen nhảy mã F6. Trắng chưa vội nhập thành mà lên hậu E2. Đen để tốt D6 ngăn tốt trắng tiến xuống E5 tấn công mã. Trắng dương tốt F4 làm bàn đạp đẩy tốt lên E5. Đen phát triển mã B lên D7 dồn thêm quân phòng ngự. Trắng dương tiếp tốt G4, sau đó sẽ tiến lên G5 tấn công mã đen. Đen nhảy mã C5 tấn công tựa trắng. Trắng theo hoạch để tốt G5 tấn công mã đen. Đen chạy mã về D7. Trắng để tốt A4 ngăn đen dừng tốt B5. Đen lấy tượng E7 chuẩn bị nhau thanh. Trắng dừng tiếp tốt H4 và hàng tốt của trắng đã dừng khá cao uy hiếp lên thành của vua đen. Đen không dâng được tốt B5, đành đẩy tốt B6, mở đường cho tượng đánh B7, kiểm soát đường cháu lớn. Trắng đến tượng E3, chuẩn bị nhau thành dài. Đen theo hoạch lên tượng B7, Trắng đẩy tiếp tốt H5, đen bình xe C8 trồng quân hậu trên cột nổ mật C. Ở đây, trắng nên đẩy ngay tốt F5 gạ đổi. Tốt đen ăn F5 thì mã trắng ăn lại F5, tấn công đối tượng và tốt đen G7. Đen có đánh kiểu gì cũng chắc chắn không thể nhập được thành, lợi thế sẽ nghiêng về bên trắng. Tuy nhiên, ở ván cờ thực tế, trắng không đẩy tốt F5 gạ đổi lại qua xe G1. Trắng định làm mà đạp đẩy tốt xuống G6. Đen liền đẩy chưa tốt lên G6 trả lại. Nếu tốt trắng ăn G6 thì đen sẽ lấy tốt H, ăn lại G6, mở đường cho xe kiểm soát cột mở H. Lúc này, trung tâm lại khá là an toàn, đen không cần phải nhập thành nữa. Do đó trắng không đổi tốt đen mà về lại xe H1, sau đó mới đổi tốt. Đen để tốt E5 tấn công mã trắng, phản công lại khu vực trung tâm. Trắng không chạy mã mà lấy tốt ăn G6. Và máy tính đánh giá Đây là nước đi thiên tài Nếu tốt đen ăn mã trắng Thì tượng trắng lại tốt đen Và tấn công xe đen Để không thể chạy xe Vì tốt trắng ăn H7 sẽ biến hình thành siêu xe ra ngay Còn nếu đen đẩy tốt F6 cả lại Thì tốt trắng G7 tấn công xe đen Đen chạy xe G8 Thì hậu trắng H5 chiếu Rồi ăn tốt H7 Đen chắc chắn sẽ toang Do đó ở ván cờ thực tế, thiên tài nhưng không phải chết. Đen không dám ăn mã trắng Mà ăn lại tốt trắng này trắng không cần phải chạy mã Mà nên để tốt F5 gà đổi tốt tiếp Đen mà mố ăn mã trắng Thì tượng trắng ăn lại mã đen và tấn công xe đen Đen chạy xe Trắng để tốt F6 tấn công tượng đen Rồi lấy xe ăn H7 Làm ma đạp cho tốt tiến xuống F7 chiếu bắt xe Đen sẽ thua nhanh chóng Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Thay vì để tốt F5 thì Trắng lại chạy mã về F3 và đây là một sai lầm Trong đi sao lại Tốt đen ăn ngay F4 Nếu trắng đi tượng D4 tấn công xe đen Thì mã đen ăn tượng trắng Hậu trắng ăn lại mã đen thì là nhập thành Đưa xe ra cột F bảo vệ cho tốt thông F4 Thế trận khá ổn áp dành cho đen Do đó trắng không đi tượng D4 nữa Mà lấy tượng ăn lại tốt đen Mã đen ăn tượng trắng Tốt trắng ăn lại mã đen Đen nhảy mã E5 chiếm lĩnh trung tâm Ở đây trắng lấy tượng tiêu diệt ngay mã đen cũng được nhưng mà trắng lựa chọn lùi tượng về e 3 Trắng là định lên d 4 kiểm soát đường chéo lớn đen thấy sóng gió đã qua đi thì giờ mới dám nhào thành trắng nhảy mã d 4 kiểm soát trung tâm dọa nhảy tiếp lên e 6 tấn công đồi hậu và xe đen đen có hậu d 7 phòng thủ. lúc này trắng lên đi vua d 2 nên kết song xe nhưng mà thực tế trắng lại nhập thành dài nước đi này khiến cho mã trắng ở c 3 bị ghim Đen đẩy ngay tốt B5 Dọa xuống B4 bắt chết mã trắng Trắng buông lòng phải đổi tốt với đen Tốt đen ăn lại tốt trắng Tiếp tục dọa xuống B4 Và cột A được mở thông Ở đây trắng vẫn nên chạy vua lên D2 Để tháo ghim cho mã sẽ an toàn hơn Nhưng mà thực tế trắng lại chạy vua B1 Nước đi này khiến cho vua trắng bị kẹp giữa hai cột mở A và C khá là nguy hiểm. Đen thừa thế xông lên đẩy tốt B4 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã về A2 tấn công lại tốt đen. Ở đây đen có thể phi hậu lên A4 bảo vệ tốt và kiểm soát cột mở A. Nhưng mà thực tế đen để tốt D5 gạ đổi tốt và mở đường cho tượng bảo vệ B4. Nếu giờ tốt trắng ăn D5 thì tượng đen ăn lại D5 tấn công đôi xe và mã trắng. Trắng chạy xe, tượng đen ăn mã trắng rồi phi hậu lên A4 đẩy tốt xuống B3 trắng sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không dám đổi tốt với đen Mà hóa thằng liều phế xe An H7 Vua đen là ngay xe trắng Thơm, giòn, béo ngậy Và đen đang lợi đến trắng Hẳn một quân xe Hậu trắng H2 chiếu bắt mã Đen chạy vua G8 Nếu trắng vội và lấy hậu ăn mã đen Thì đen tự D6 tấn công hậu trắng Trắng chỉ có nước tốt nhất là chạy hậu E6 chiếu Đen sẽ đổi hậu với trắng ngay Và với lợi thế hơn chất Đen dễ dàng chiến thắng do đó ở ván cờ thực tế trắng chưa vội ăn mã đen mà có xe h1 chồng quân hậu, dọa h7 chiếu hết. đen đi tượng d6 bảo vệ mã, mở đường cho hậu bảo vệ ô h 7 ở đây nước tốt nhất cho trắng là phiểu xuống h8 chiếu, đen chạy vua e7 xe trắng e1 chiếu tiếp, đen chạy vua e8 xe trắng ăn xe đen chiếu tiếp buộc tượng đen phải ăn lại xe trắng, hậu trắng ăn mã đen chiếu tiếp. nhìn chung trắng kém chất nhưng mà vẫn còn quân hậu nên vẫn cầm cự được dài dài. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Trắng không phi hậu xuống H8 Mà lại lên tượng F4 Trồng quân hậu tấn công mã đen Lúc này nước tốt nhất cho đen Là lấy tốt ăn E4 Dọa tấn công mở xe trắng Thí luôn quân mã Tượng trắng mà ăn mã đen Thì tốt đen ăn tiếp D3 Tấn công mở xe trắng Trắng chạy xe D1 Tượng đen ăn tượng trắng Hậu trắng ăn lại tượng đen Đến có xe E8 tấn công hậu trắng Rồi phi tượng đến F4 bảo vệ tốt thông Vừa ngăn hậu trắng bảo vệ mã Vừa dọa đẩy tốt D2 chiếu mở Rồi cắm xe xuống C1 Thì lối thoát nào dành cho trắng Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Đen không lấy tốt A4 Lại có hậu G7 Vừa ngăn hậu trắng H8 chiếu trộm Vừa kết hợp với tượng bảo vệ mã Tưởng rằng là một nước đi hay Nhưng thực ra đây lại là một sai lầm nghiêm trọng Một nước đi blunder đi xa rồi, trắng nhìn mà E6 tấn công đôi hậu và xe đen. Nếu giờ đen chạy hậu thì chạy đi đâu? Đen chạy hậu F7 thì hậu trắng H8 chiếu hết. Đen chạy hậu E7 thì mã trắng ăn xe đen, xe đen ăn lại mã trắng thì hậu trắng H8 chiếu rồi xe đen H7 chiếu bắt hậu, lợi thế sẽ nghiêng về bên trắng. Nước tốt nhất cho đen là chạy hậu D7, khi đó thì mã trắng vẫn ăn xe đen, xe đen ăn lại mã trắng tượng trắng ăn mã đen dọa cám hậu xuống H8 chiếu. Đen buộc lòng phải đổi tượng với trắng để phòng thủ. Hậu trắng ăn tượng đen dọa xe H8 rồi hậu F6 chiếu. Lợi thế lớn vẫn nghiêng về bên trắng. Trở lại ván cơ thực tế. Chạy hậu sẽ là phương án không hay. Rồi đen không dám chạy hậu mà nhảy mạng F3 tấn công lại hậu trắng. Ngay lúc này trắng nên chạy hậu H3 tấn công lại mã đen. Đen không thể chạy hậu vì đang ngăn hậu trắng H8 chiếu đen sẽ lấy tượng hoặc xe ăn tượng trắng mã trắng ăn hậu đen thì mã đen d 2 chiếu rồi tung đòn chiếu vĩnh viễn ván cờ sẽ hoa nhưng mà hòa cũng đồng nghĩa với việc trắng bị thua do đó ở ván cờ thực tế trắng tiếp tục bấn quá hóa liều lấy mã ăn hậu đen và đương nhiên đây là một cơ hội bị bỏ lỡ lúc này thì không gì có thể cản được đen giành chiến thắng nữa rồi mã đen ăn hậu trắng tượng trắng ăn tượng đen lên phi xuống F1 chiếu, F trắng phải đổi xe. Mã đen ăn lại xe trắng. Nếu giờ trắng chạy mã thì chỉ có thể chạy E6. Khi đó mã đen D2 chiếu, trắng chạy vua A1. Mã đen B3 chiếu tiếp, trắng chạy vua B1. Tốt đen ăn E4, tốt trắng không thể ăn lại E4 vì tượng đen ăn E4 chiếu hết. Tốt đen sẽ tiến tiếp được xuống hàng số 3. Xe đen cũng chuẩn bị lên C6 xiên táo tượng và mã trắng. Nói chung trắng không thể chống đỡ. Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không dám chạy mã Mà lấy tượng ăn B4 Ngăn mã đen D2 chiếu Vua đen ăn mã trắng Béo, ngậy, thơm giòn Trắng vung vẫy trong tuyệt vọng Thêm vài nước đi nữa Rồi chấp nhận chịu thua Để tránh cái nỗi đau nó dài ra thêm như vậy không những thủ hòa được mà Manukasen còn chiến thắng khi cầm quân đen và kém tận 6 phút Chiến thắng này giúp cho Casen tạm thời dẫn trước Corona với tỷ số 1-0. Còn cặp bán kết kia thì thần đồng Nodibov Adusatoro cũng xuất sắc chiến thắng Wesley Show khi không cần đến ván cờ Armageddon. Liệu rằng hai cái tên nào sẽ lọt vào chung kết? Mời các bạn đón xem trong video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.